Sáng ngày 15 tháng 11, Phường Yên Thanh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2016. Hội nghị tập trung phổ biến tìm hiểu về các nội dung luật đất đai năm 2013, chức năng nhiệm vụ của khu trưởng khu dân cư và các quy định về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Luật đất đai năm 2013 có 14 chương, 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều so với luật đất đai năm 2003. Quy định cụ thể về quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường đất, trưng dụng đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tài chính về đất đai, giá đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng, giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Đối với phường Yên Thanh, tổng diện tích đất toàn địa bàn trên 1.400 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là trên 900 ha, diện tích đất phi nông nghiệp trên 470 ha. Các dự án đang thực hiện trên địa bàn bao gồm dự án khu đô thị Hoa Nhàn, dự án Việt Long và dự án Licozy đã chuyển sang cho công ty Tân Thành. Để luật đất đai năm 2013 được triển khai thực hiện nghiêm túc, những năm qua, phường Yên Thanh đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể địa phương đã tích cực tuyên truyền rộng rãi các điều luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình ảnh trực quan. Chương trình phổ biến pháp luật năm 2016 cũng là một trong những hình thức tuyên truyền tích cực nhằm nâng cao nhận thức của người dân, khắc phục giải quyết những tồn tại hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành luật đất đai năm 2016, đặc biệt là liên quan đến các dự án đang triển khai trên địa bàn phường.